Đó, hôm nay ăn mắm mắm cá ngừ kho. Đây, một son mắm cá ngừ kho luôn. Đẹp hết. Kho cá phết, bà rọi. Và đây là rau gém nha. Đó. Tôm nữa. Tôm, thịt. Trời, anh lấy cái chén. Chén rồi mày. Phải lấy cái tô mới ngon. Đúng rồi, lấy cái tô còn phải được từ trước rồi. À, cái tô nó mới rộng rãi. Đây là cái nhà kho nha. Không phải nhà đâu, cái này là cái gara đó. Cái gara rồi cái để bộ bàn để ăn lẩu mắm, để cho làng xóm họ họ khỏi có ra lối. Đó. Cái này phải cay cay ra mới ngon. Wow. Quá ngon luôn. Em không ăn được cái cà tím nha, nó đau nó nhức rồi nãy quên biểu anh đấy. Đó, đây. Người nào á mà bị thấp khớp á, bị không thấp đó là đừng bao giờ ăn cái cà tím này nha. Cà tím này á là ăn vô là nằm thôi đó, nằm trên thôi. Rồi, xin mời mọi người nha. Ngon không? Ngon lắm. Trời ơi, cái rau ghém mình sắc á, mình trộn nó ngon. Đây nè mọi người. Đây là cá ngừ nha. Cá ngừ rồi mình về mình muối mắm á. Nè, ở bên Mỹ này mà cũng có luôn nè. Mà ít khi gặp lắm. Muối mắm là nó ngon lắm. Cái này là để mình làm mắm kho đó. Không có phải giống mắm miền Tây đâu nha. Cái này là miền Trung mới có. Đặc sản vùng biển nha. Người nào mà ở những vùng biển là biết cái con cá này. Mà ăn mắm là thôi á, nhờ cái mùa mà biển động là ăn khỏi thèm cá. Ngon ghê anh. Cái tôm. Cái miếng cá, miếng mắm này nó thịt, nó cứng nhắc luôn á. Quá ngon luôn. Nhưng mà mắm được hả? Hả? Ăn mắm được hả? Mắm không ăn chứ làm gì. Okay. Ngon. Uh-huh. Cái này là chết em rồi mà mất công mà để ép nữa. Quá ngon. Ba rọi nè, ngon nè. Cái chén nhỏ quá. Cái có thịt. Ăn cái chén nhỏ quá. Có khi có mỡ mà. Wow. Cái thịt nó dai dai quá. Ngon quá. Cái thịt ngon. Có còn nữa. Là cá
cá mọng lao à. Tôm này đặt bên dưới sao? Em không ăn tôm, ăn dị ứng. Rau này cũng ngon ăn thôi. Cá mọng này lấy giấy ra. Rồi, bye bye.